Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ ha. Thì hôm nay lại một cái lô xe về rất là nhiều luôn. Mình cập nhật bên cửa hàng xe máy Cao Lê ha. Địa chỉ là 497 A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, dĩ An, Bình Dương ha. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip ha. Một số dòng xe rẻ ha, ví dụ như là Vision thì về nhiều nè, Novo nè, hoặc là xe đi làm có quay nè, và nhiều dòng xe khác ha. Thì bây giờ mình sẽ đồng hành giới thiệu mình hôm nay, thì mình vào mình gặp chị Hà để mà hỗ trợ có những con quay giá rẻ này, quay pha này, quay rửa tích này. Rồi thì đây là chị Hà, một người khác quen thuộc ha. Lại là em Hà U45 đây các anh chị ơi, lại rất vui lại được gặp lại tất cả mọi người nhá. Thấy hôm nay bên cửa hàng xe Cao Lê em lại về rất nhiều xe đẹp luôn. Em với Việt lại tiếp tục cập nhật báo giá các anh chị nhá. Các anh chị mình ở gần thì cứ ghé đi chỉ cửa hàng xe Cao Lê quen thuộc 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Sĩ An, Bình Dương. Bên em luôn mua bán trao đổi tất cả dòng xe đã qua sử dụng, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe cho anh chị em. Nếu anh chị em ở xa cứ đặt cọc 2-3 triệu em ship xe cho các anh chị nhá. Em vẫn miễn phí ship cho tất cả anh chị em ở tỉnh thành phía Nam, miền Trung, miền Bắc, em hỗ trợ 50% phí ship. Từ từ đấy, ổn lắm. Rồi quay. Đây, hôm nay về rất nhiều xe đẹp này, dòng xe tầm trung, tầm vừa cũng như dòng cao cấp cũng đều có về phục vụ tất cả anh chị em mình nhé. Anh chị em vào xem like nhớ cho em vào Việt một like và nhớ chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ em vào Việt nha các anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Rồi, chủ nhật về thứ hai thứ ba gì bên em cũng bán rất nhiều luôn các anh chị ạ. Hôm nay có những chiếc xe tầm trung này, như mấy chiếc xe Nô 5 đó này. Nô 5 này đẹp lắm luôn này, màu đỏ đen, giá rẻ. Xe này Red X, ZX nha các anh chị nhá. Nô 5 ZX là đời cao ở đấy mà xe rất đẹp luôn. Cái này em đổi được xe nên bán rẻ cho mọi người này. Bán cho anh chị em mình 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu rưỡi hả? Màu đỏ, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Nô 5 màu đỏ rất đẹp các anh chị nè. Ở kia có con màu xanh nữa cũng đẹp luôn nè. Lấy chìa khóa Nô 5 cho cô Hội. Quay RX 110 FI full xăng điện tử này 2019-2020 luôn các anh chị nè. Ở kia có cái quay S đi làm cũng giá bình dân kìa. Cái quay S, quay RS, quay Alpha. Đấy, nói chung là dòng xe tầm trung, tầm vừa bên em rất nhiều luôn các anh chị mình nhận. Đây Novo 5 nữa các anh chị nè. Novo 5 màu trắng xanh GV, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các anh chị, 2014 luôn nhá. Đấy, hai chiếc Novo 5 hôm nay rất đẹp nè, 2013-14 luôn. Xe này em bán cho anh chị em mình với giá là 10.500.000 đồng các anh chị nhá. 10.500 này. Giá bình dân thôi nhưng mà anh chị em mấy cái xe này đi làm đi chơi gì cũng đều được hết. Đúng rồi. Novo 5 FI. Tính ra được này nó rẻ chứ. Đấy, giá bình dân cho anh chị em mình nhá. Còn ai thích xe đi làm như mấy cái sau dòng Way RSX này. Xe này phiên bản 2016 các anh chị này, FI full xăng điện tử. Đây khá liền lạc chính xác luôn các anh chị nhá. Biển số 72 Vũng Tàu 72K1 này. 23476. Hôm nay em bán chiếc xe này cho anh chị em mình với giá là 12 triệu đồng. Chịu bán anh chị em mình 11 triệu 9 cũng được đấy. À 11 triệu 9 luôn. Đúng rồi, 11 triệu 9 luôn đi. Đấy. Rồi. Đỏ đen này, đẹp keng luôn, ai kết. Có con này cũng đẹp á. Con Luvias này là FI phun xăng điện tử nè. FI phun xăng điện tử 2015-16 các anh chị nha. Biển 67 An Giang luôn này. Ai An Giang chốt đơn em ship xe cho. Nói chung các tỉnh ở dưới miền Tây ủng hộ em nhiều lắm. An Giang, Sóc Trăng, rồi Cà Mau, Đồng Tháp thì nói chung ngày nào bên em cũng có rất nhiều xe ship về các tỉnh thành ở phía Nam, cũng như miền Trung, miền Bắc cũng rất nhiều luôn. Cảm ơn quý chàng xa gần đã luôn tin yêu đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe Cao Lê em nhé. 67 An Giang Luvias FI phun xăng điện tử các anh chị này. Chốt đơn bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. 13.500. 13.500 này. Ok. Còn đây có chiếc xe Vespa này. Ngày xưa là đại gia mới có tiền mua Vespa đây. Nhưng mà nói chung cái xe này không biết năm bao nhiêu ta, 2012-13 gì đó các anh chị nhá. Khá liền lạc luôn nè. Đấy, FI rồi các anh chị ạ. FI phun xăng điện tử nhá. Đây. Em ngồi nó có sang chảnh thế nào không ạ? Đấy. Giá bình dân mà đi rất chỉ là sang chảnh luôn nè. Có 10.500.000 đồng thôi. 10.500 các anh chị nhá. Vespa 10.500 này. Đi làm đi chơi đi đám cưới gì đều được hết á.
xe này biển số 95B103728. Đấy, khá đẹp và liền lạc cứng cáp luôn. Okay. Bán anh chị em mình 10.500.000 đồng thôi. 10.500. Đấy, 10.500 cho rồi. Một chiếc xe Vespa siêu tiếp tục phẩm. Một siêu phẩm hàng mới về, ừ, hàng bảo mẫu nha. Siêu phẩm này 2022 luôn các anh chị này. Hàng này giờ không có đâu. Chưa bao giờ gặp chiếc xe mà đẹp như bây giờ luôn này. Không biết bây giờ anh chị em mình ra mua xe mới có hàng hay không nữa đây, nhưng mà nếu mà có nó phải rơi vào gần 60 nha anh em, hoặc là 60 luôn á. Đấy, AB150 các anh chị nhá. Xe không. Này mới đi đúng 4.606 km rồi. Không một vết gì luôn. Đấy, đẹp không tì vết luôn, phiên bản đặc biệt này các anh chị này. Biển số 95B203722. Đó, mua thì rút hồ sơ sang tên được bình thường luôn. Này rút hồ sơ bình thường thôi, rút hồ sơ khoảng 1.5-1.6 triệu thôi các anh chị ạ. Đấy, đẹp không tì vết luôn các anh chị ạ. À, cái màu này đẹp lạ, đẹp lùng luôn á. May em mới gặp đây. Mà. Quá Black đẹp xuất sắc luôn. 150-2022 nha các anh chị mình nhá. Đẹp này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Con này hôm nay cửa hàng xe Cali em chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 43.500.000 đồng thôi. 43.500. 43.5 các anh chị nhá. Mua so với đi. Xe mới là anh chị em mình đỡ được mười mấy triệu luôn. Mua thêm được một chiếc xe nữa luôn. Đấy, xe này thì khỏi phải bàn rồi. Chung là quan trọng là hàng này hàng bỏ mẫu. Đấy. Không có hàng nên em nào có thể mua con này về chơi được ha. Màu rất chất luôn các anh chị. Màu đẹp mà. Lâu lâu mới có chiếc đẹp như thế này thôi. Đẹp lắm luôn. 150 các anh chị mình. Okay. Ai thích 150 chốt đơn đơn này. Đẹp rồi. Keng xà beng luôn. Đẹp không tì vết luôn các anh chị nhá. 435. 435. Còn ai thích này. Cái mẫu này là 2019 2020 các anh chị này. Đây. 2019 2020 được. Đẹp keng luôn đây. Tiếp còn bỏ đông cốp nữa này. Đấy. Xe này cũng đẹp keng luôn các chị này, màu đỏ đen này. Xe này biển số 69N1 55051 các anh chị nhá. 2019 đẹp tuyệt vời luôn các anh chị ạ. Xe này hôm nay em bán cho anh chị em mình với giá là 28.500.000 đồng. À, 28.500. 28.500 các anh chị nhá. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em. Màu đỏ đen đẹp keng luôn đó các anh chị. Đó. 285. Anh còn hàng siêu phẩm không? Đó là cái lô mới về trong hôm nay nha. Mới về hôm nay cập nhật nhanh gọn luôn á. Anh chị và bạn nào xem được thì ủng hộ nha. Rồi, tiếp tục nhắc tới Vision thì mình đường này thì Vision tăng giá. Đấy. Xe mới tăng giá và xe cũ là nhiều khi đôi khi là giảm giá luôn này các anh chị nè. 2019 2020 luôn nè. Quá thông minh. Xe này một chùm chìa khóa luôn, theo xe luôn nè. Đẹp keng luôn. Xe này 2019 2020 các anh chị nhá. Đấy. Đẹp không tì vết luôn các anh chị nè. Thắng chưa tăng là biết độ đẹp của nó rồi các anh chị ạ. Xe này hôm nay cửa hàng xe Cali chốt đơn bán anh chị em mình 25.900.000 thôi. 25.900.000. Khóa sửa mắc cây nha. Khóa sửa mắc cây, khóa thông minh. Rồi. 25.9 các anh chị ạ. Nô năm tách chìa khóa kìa chị. Tách chìa khóa nô năm rồi. Rồi, Vision màu nào màu này nữa. Đây lại là Vision nữa các anh chị này. Xe này nó màu keo nguyên con luôn nè. Con này giống tem sơn đó ra. Tem sơn hả chị? Đúng không? Con này tem sơn 3D à? Xe này nó màu keo á. Tem sơn. Xe này nó màu keo á nha mọi người. Màu nha. Xám đen. Màu xám đen đẹp lắm luôn nè. Quá thông minh cao cấp. Ồ, nó mới nè. Theo dầu đỏ nè, anh em nhìn nè. Theo dầu đỏ 2020 luôn các anh chị. Biển số 67L2-48497. Quá đẹp xuất sắc luôn, 2020 luôn cả nhà thân yêu nhé. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn, bọc keo nguyên con luôn. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình với giá là 26.200.000 đồng. À, 26.200. 262 như con xe mới nha. Đấy, như xe mới luôn, mới keo. Nói chung luôn. Là có những anh chị và các bạn mình xem á, mình cứ tưởng là Vision họ báo thì có thể là bán 32 triệu, đó là bản tiêu chuẩn nha anh em. Khi mà mình mua bản Skoda Smart Cay thì nó phải lên tầm 36-37 triệu, có những bản nó sẽ rơi vào 41 triệu nữa. Rồi nói ba mấy là chỉ quá thường thôi đúng không? Con này 262 cả nhà thân yêu nha, ai kết chốt ủng hộ em 2020. Còn ai thích cái mẫu cái này là cái gì ta? WRX110 FE phun xăng điện tử 2020 luôn các anh chị mình nha. Xe này biển số 60 Đồng Nai, đẹp lắm luôn, nó màu đỏ đen này, bánh mâm thắng đĩa FE phun xăng điện tử này. Hôm nay em chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 17.800.000 đồng. 17.800, ok. 17.800 các anh chị nhé, màu đỏ đen rất đẹp luôn, biển 60 Đồng Nai. Anh chị em mình quan tâm thì chốt đơn ủng hộ em này.
Đây là siêu phẩm đây nữa các anh chị này. Rồi, AMG 77C này. 2016 17C rất bùng sơn luôn. Màu đỏ đen luôn. Rất đẹp luôn các anh chị nhá. Đỏ, xám, đen. Ba màu phối hợp luôn. Đây, biển số 77C1 38506. Xe này hôm nay cửa hàng xe Cali em chốt đơn bán này chị em mình với giá cực kỳ yêu thương này. 24.700.000 đồng. À 24.700. 24.700 các anh chị nhá. Ai kết chốt ủng hộ em. Đấy, đổi được xe bán rẻ cho anh chị em mình luôn, 247. Ai kết chốt ủng hộ em. Ai ít tiền hơn có thể mình lấy AB 2010 hoặc AB 2014 15 này. AB 2010 này. FI full xăng điện tử các anh chị này. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn các anh chị nhá. 55Y7 6568. Ôi số đẹp luôn này. 6568 này. Phát lộc phát tài luôn. À 6568 luôn. Đấy. Khá đẹp luôn. Cái này máy zin nha các anh chị nhá. Máy móc em ru và nguyên zin. Nói chung giản áo thì có file mở theo 5 tháng này. Như mấy cái cảng yên này. DC3 là đẹp ngay ấy mà. Nhưng mà chưa đi luôn. Em mới về chưa rửa luôn đó các anh chị nhá. Ok. Đấy. Xe còn zin nguyên thủy đấy. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương. Bán anh chị em mình 15.900.000 thôi. 15.900.000. 15.900.000. Ai kết chốt ủng hộ em nhé. Này AB màu cam đen được anh chị này. Cam đen 2013, 14, 15 gì đó. Em không nhớ rõ, nó vừa về luôn. Vừa về luôn mà xe này người ta nghỉ đi tem rồi. Nghỉ đi không. Tem rồi. À, cái đời này này có một đời nó sẽ không có tem. Con này biển số 93H109205. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn này. Bán anh chị em mình 19.800.000 thôi. À 19.800.000 các anh chị nhá. Ok. Ai kết chốt ủng hộ em. Rồi, Quen Pha. Ai thích xe Quen Pha 2020 này. Màu xanh đen các anh chị này. Màu này hôm nay em có 2 chiếc luôn này. Màu xanh đen đẹp ken luôn này. Xe này biển số 66B1 59122. Đẹp lắm luôn cả nhà nha. Xe này hôm nay chốt đơn bán anh chị em mình 15.700.000 nhé. 15.700.000 đấy. 2020-21 luôn. Okay. Cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Màu xanh đen. Xe này bọc keo nguyên con, vừa lột keo ra xong này các anh chị này. Tính là đợt nào về cũng có về Van Pha hết không? Vừa lột ra xong á. Quen Pha là dòng xe kinh tế mà hôm có chiếc mà 970 cây đó bán hết rồi. Này ai thích quay S110 nè. S110 này là phiên bản 2014 luôn đó các anh chị nha. Con này hình như còn keo luôn kìa vậy. 2014 luôn, xe đang bọc keo nguyên con luôn. Lâm Đồng Đà Lạt xuống đổi xe nè. À. Nói đùa chứ Lâm Đồng Đà Lạt nhưng mà ta ở gần đây thôi. Anh nói ngày xưa anh ở Lâm Đồng, anh mua xe này ở Lâm Đồng, bây giờ anh hộ khẩu anh ở Bình Dương rồi, Dĩ An Bình Dương rồi. Này xưa xuống đổi tay ga Bình Dương. 49 Lâm Đồng đấy chị nha. Quay RS phiên bản 2013-14 luôn đấy chị này. Máy thì tùy tầm luôn. Xe này đang bọc keo nguyên bao luôn. Bao êm luôn mà. Bao máy êm cho anh chị em mình luôn. Bao máy êm máy zin nè. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình 9.800.000 đồng đấy nha. 9.800.000. 9.800.000. Ai kết chốt ủng hộ em. Rồi. AB đầu bò. AB 125 này nữa này. Biển 67 An Giang này. Đấy. 67C1 24577. Xe này hôm nay cửa hàng em bán anh chị em mình với giá là 28 triệu. Quên, xin lỗi. 20.800.000 đồng. À 20.800.000 đồng. Nhà anh chị em lấy xe tại cửa hàng, bớt 300 lục lá này. Tặng anh chị em chai nhớt cái nón bảo hiểm này. Đấy, ok chưa cả nhà? Okay. 20.800.000 ngay chị nhá. Ai kết chốt ủng hộ em. Rồi, AB đầu bò biển số 93. Ai thích AB đầu bò, chốt AB đầu bò. Giá bình dân lắm, rẻ lắm luôn này. Có 11.900.000 đồng là có một chiếc xe AB đầu bò rồi. Đúng rồi. Đấy. Giá rất rẻ luôn ngay chị này. Cái này cũng là FI full xăng điện tử rồi. Anh chị em mình đi cũng rất là ok rồi. Đấy, 11.900.000 ngay chị nhá. Ai kết chốt ủng hộ em. Còn chiếc xe Way RX110 này. Xe này 2010 các anh chị này. Nay em bán anh chị em mình 8.300.000 đồng thôi nhá. 8.300.000. Đấy. Nói chung là ngày thì nào bao nhiêu? Hả?
Con này chị nói bao nhiêu? 20 đầu bò hả? Có 11 triệu 900 à? 11 triệu 900. Đúng rồi. Rồi. 11 triệu 900. Quay. Con quay này là 8 triệu 3. Đấy, mấy con xe đi làm á anh chị Hoàng ha. Xe này cày đảm bảo ra tiền luôn. Đúng rồi. Honda mà cái chị. Honda mà đi dòng xe kinh tế. Dòng xe siêu tiết kiệm xăng luôn. Elegant 50cc cái chị này. 8 triệu 900 ngàn đồng. Biển số 1,7 Đắk Lắk. Quay Alpha này rất nhiều anh chị em đang quan tâm chiếc xe này. Không biết có duyên với ai thôi. Alpha nhỏ. Máy 97, dung tích 97 các anh chị nhé. Alpha lốc đen đời đầu. Đầu nồi rớt, máy êm, đồ còn 8 triệu 8. Và chiếc Elegant 50cc này là 7 triệu 8 các anh chị nhé. 7 triệu 800, màu trắng xanh. Và chiếc xe này là xe 50cc, là Angola 50cc. Xe này 9 triệu 700 ngàn đồng các anh chị này. Okay. 9 triệu 7. Xe này mới keng luôn anh chị em mình, cái dàn chân này. Xe đẹp lắm luôn. Mua cho con em mình đi học. Chán chê đi giỏi lắm, lỗ 2 triệu bạc là cùng cơ. Còn ai mua xe rẻ tiền nữa đi làm này. Xe này xe Trung Quốc nhá. Goya Trung Quốc. Chỉ có 3 triệu 500 thôi. Đó. Xe đi làm 3 triệu 500. Đấy. Đặc biệt là mấy anh đi làm công trình đấy chứ. Bỏ mưa bỏ nắng gì cũng được ha. 3 triệu 500. Rồi. Là quay RS mấy trăm mười luôn các anh chị nhé. Bánh bâm thắng đĩa. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình là 9 triệu 700 ngàn đồng. Honda quay RS 2011. Ok. Vào bên trong đi chị. Có mấy con mới về nữa. Bên trong thì nhiều lắm. Nói chung ngày nào đó, một ngày mà anh chị và anh thấy không? Về rồi. Về. Rất nhiều. Ngày nào cũng về liên tục luôn. Hôm nay mới mua mấy chục thùng nhớt luôn về để tặng mọi người nè. Lâu đến giờ là đều tặng anh chị em hết. Nhớt cái nón là cái mấy chục thùng anh chị vừa biết hả? Nhớt số lượng nó nhiều cỡ nào hả? 50 triệu vậy đó. Các anh chị em mua xe tại cửa hàng em, xe số em sẽ tặng nhất số, mà xe ga em sẽ tặng nhất ga cho anh chị em. Để tặng anh chị em mình cái nón này. Tặng gương kiếng đầy đủ cho anh chị em. Mua 1 tặng 3 4 là có thật luôn á. Thì anh chị em ai mà quan tâm thì cứ ghé tham quan một sắm ủng hộ em nhá. Ok. Một số mẫu đây. Mới về đi dưới kia đi chị. Đây dưới đây có mấy con xe mới về nữa, đẹp lắm luôn này. Bản AB Black Edition kìa. Edition mới về này, màu đen nhám này. Con AB này đi. AB đen nhám 2020-21 đây các anh chị này. Rồi là Vario 2021 nữa, đẹp keng luôn. Đấy, AB này 125 các anh chị nhá. Biển 61 Bình Dương. Đấy. 36 triệu 500 ngàn đồng, màu đen nhám. Xe này là chính chủ vào ký giấy mua bán này, quyền cho người mua này. Rồi. Anh chị em mình sang tên vô tư. Đặc biệt là các anh chị em ở thành phố đấy, ai muốn sang tên mua cái này này. Cái này ủy quyền đấy, em không xài em rồi. Đấy. Rồi. Nên là anh chị em mua con là Vario 150 bên trong đi chị. Biển 61 Bình Dương này. Vario này biển số 83 Sóc Trăng 2021 các anh chị nhá. Vario này cực kỳ đẹp luôn. Giá nhiêu vậy? Bán anh chị em mình 38 năm thôi. 38 năm. Xe này cũng mới đi có mấy ngàn cây thôi các anh chị nhá. Xe đẹp tuyệt vời luôn á. Xe này mới đi có 7.665 km thôi. Quá đẹp luôn. Còn đây AB biển 65 Cần Thơ các anh chị này, 20 triệu 500 ngàn đồng. 20.05 nha cả nhà nhé. Ok. AB màu xanh đen cũng đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Phiên bản 2021-22 luôn các anh chị này. Quá thông minh cao cấp. Xe này biển số 81 Gia Lai các anh chị nhé. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình 32 triệu 900 ngàn đồng thôi. Quay lại phụ chờ đây chị. Đấy. Phụ chờ bữa nay còn 4 con à. Đúng rồi, phụ chờ này. Ha, ủa. 3 con phụ chờ LED. Ở dưới kia một con nữa. À. Là 5 con phụ chờ đó các anh chị nha. Giá từ nhiêu bao nhiêu chị? Phụ chờ này là 17 triệu 900 này. Rồi chiếc này là 24 triệu 800. Chiếc này 26 triệu 800 và chiếc này là 25 triệu 200. Đó. Thì nó từ 17 cho tới 24 triệu thôi. Đấy, từ 17, 24, 25, 26 tùy theo xe các anh chị nhé. Rồi, con Vision đen mới về nữa. Vision đen đẹp thế. Vision đen này đẹp lắm mà giá lại cũng bình dân nữa nè. Con này biển số thành phố luôn các anh chị nhé. Giá chỉ có 21 triệu 500 thôi. 21 triệu 500. Đấy, Vision 2020 biển 93 Bình Phước 26 triệu 200, quá thông minh nè. Đấy. Con này đây chị. Xe này rẻ rề luôn này các anh chị, có 19 triệu 500 thôi. Đấy, V1 mà có 19 triệu 500 à. V1 mà có 19 năm thôi. Zin đâu chị? Zin hết hả? Zin chứ, máy zin, máy êm zin. 19 năm các anh chị nè. Rồi. Thế con Lít này 2019 này. Xe đang bọc keo nguyên con mới có 12.000 cây mà không thấy ai chốt đây, chứ xe đẹp lắm luôn.
29 năm. 29 năm. Đấy. Còn lít màu kia thì 18 triệu 900. 18 và 9 lít màu kem này thì 19 năm ngay chị này. Ok. Grander 198. Davidson này cũng mới về. Còn mở đèn chưa tắt kia. Con nào? Em thấy có màu xanh đó. Con Vision đó. Ừ. Nhiều lúc mở mà quên tắt. Con Vision này có 20,5 thôi này. 20 triệu 500 đấy các anh chị này. 20 triệu 500 rồi 21 triệu 8 rồi 25 triệu 8 này 2020 biển 66 Đồng Tháp này. Màu hồng. Màu hồng môn đẹp keng luôn có 21 năm thôi. 21 năm. Đấy. Màu đen bên này. Màu đen nhám này 2020 xe thắng chưa tăng luôn. Biển số 38265 ngay anh chị này. Đấy, đẹp lắm luôn này. AB này chị. AB này lên Thái mới về đấy các anh chị này. Biển 61 Bình Dương. Bữa về lô bán hết rồi. Bữa nay còn mấy con? Bữa nay về bữa về 3-4 con màu cam bán hết rồi đó. Chiếc này, bữa này còn một con 61 Bình Dương, bữa nay còn một con màu cam với lại một con màu đỏ, một con okay. Màu đen. Thì bữa nay còn hai con nữa anh em. Để mình quay hết luôn anh chị và bạn nào mua thì chốt luôn ha. Chốt luôn các anh chị này, máy cực chất luôn, biển 61 Bình Dương 11.900 này. 1.900. Con AB trong là con Vision trong đây này. Con Vision màu xanh em đen. Em có nhiều người hỏi lắm này. Màu xanh này đẹp lắm. 21 năm. À, màu xanh 21.500. Màu xanh em có hai con, một chiếc 20.5, chiếc 21 năm này. Con lít này 19 năm rồi các anh chị này, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi. Vision mấy cái mẫu cũ là tầm 13 triệu anh em thấy hỏi nhiều lắm luôn ạ. 13 triệu để bên kia, để bên còn kia. Bên đây có mấy chiếc đẹp hơn này. Con này da nớt có 16 triệu 9 cái gì này. 16 triệu 9. Đây Vision đây, mới rồi. Về đây đẹp keng luôn này, xe này đóng bọc keo nguyên con luôn. Biển 61 Bình Dương 2017-18 luôn các anh chị này. Xe này đóng bọc keo nguyên con luôn, 61D1 thành phố Dĩ An luôn. Bán anh chị em mình ủa bao nhiêu đây ta? 22 triệu. 200 ngàn đồng. 22 triệu 200 ấy chị nhá, xe đẹp okay. Keng luôn á, biển 61 Bình Dương. Vision trong này mẫu cũ này. Xe này màu xanh đen, 2013-14 luôn, biển 63 Tiền Giang. Bán này chị em mình 14 triệu 200 ngàn đồng. 14 triệu 200. Chiếc Vision màu đỏ này cũng mới về này, 2020 luôn này. Xe này bán này chị em mình 22 triệu 700 thôi. 2 triệu 700. 2020. Chiếc AB này 24 triệu 9, biển 63 Tiền Giang. 63. Quay Alpha này biển 59 thành phố Hồ Chí Minh mới về nữa này, 14 triệu 200. Chiếc kế bên là 13 triệu 500. Mấy trăm trong có 14 okay. năm, 13 năm. Rồi. Đây AB lên Thái nữa đây các anh chị, màu đỏ đen này. Con này biển 93 Bình Phước đây các anh chị mình nè, 11 triệu 700 thôi nhá. 11 triệu 700. 11 triệu 7 đúng rồi. Vision này 13 triệu 700. 13 triệu 700 này thôi. Xe này bọc keo nguyên con. Mua mấy cái con này nè, FA rồi. Thì đi đề điện phóng nó hơi kêu to thôi chứ còn chạy nó vẫn ngon mà. Đúng rồi, cái dòng mẫu này đang đề phóng mà máy đi rất chi là chất luôn. Rồi, Lubias này có 8 triệu 700 ngay chị này. Surus đi chị. Surus FI đó có 11 triệu 500. Bữa nay còn một Novo thì... Novo 6 đó, chiếc đó Novo 6 14 triệu. 14 triệu, ok, đó. Được rồi, có vô. Đây này, Vision này biển thành phố Hồ Chí Minh, bỏ đô. Anh chị và bạn nào thành phố Hồ Chí Minh mua con đó nha. Đấy, 2014 luôn, bán này chị em mình 14 năm. À 14 triệu 500 ha. Đúng rồi. Luvia biển 60 Đồng Nai 139. Cái gì ta? Noza đã biển thành phố luôn 1223. 1223. Con AB 2010 ra kết chốt luôn các anh chị. Biển 67 An Giang 15 triệu 9. 15 triệu 9 các anh chị mình nhá. Rồi. Chiếc Vision này biển số 67 quên 37 21 năm luôn. 21 năm. À, con Future chị. Chờ này bán anh chị em mình 17 triệu 500 thôi. 17 triệu 500 luôn. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh rồi, luôn. AB. AB lên này Thái lên Thái màu trắng đen luôn anh chị này. 11 triệu 8 anh chị nhá. 11 triệu 8. Lên Thái. Em thấy mẫu này thường là nó hot vẫn là màu cam đi. Đúng rồi. Lên màu cam là hot. Màu cam nó sáng. Nhiều người vẫn thích màu cam hơn. Đúng rồi. Rồi. Đây AB đầu bò. AB đầu bò mới về nữa anh chị này. Hôm qua mới đổi xe đây. Xe này biển 61 Bình Dương anh chị này. Khách đang dùng, có nghĩa là mình đang dùng, mình thích con này, mình có thể đổi qua một dòng xe khác thì cứ mang tới đó chị Hà thu hết. Ví dụ mình có xe thấp đời hơn, muốn đổi xe cao đời hơn cứ mang qua đây em. Xe này 13 năm anh chị này, biển 61 Bình Dương nhá. Giá nhiêu chị? Trắng đỏ đen 3 màu phối hợp 13 triệu 500. 13 triệu 500. Chiếc quay bờ lắc này 2019 luôn, 13 triệu 9 anh chị này. 13 triệu 900 màu đỏ đen ai kết. Asilo. Asilo có 10 triệu 200 à. 10 triệu 200. 2016 luôn. Đó. IMLUX thì 13 năm, FI phun xăng điện tử các anh chị này. Rồi. Con AB này cũng đẹp lắm luôn này, có 20 triệu 800 này. Grander này thì ta 18 triệu 200 thôi. AB 2010 đó là 16 năm. Biển số đâu ta? 17, máy engine, okay. Biển 17.
Con Classico này biển 60 Đồng Nai 2012 luôn. 10 triệu 500 ngàn đồng thôi. Nó vision 13 năm rồi 14 triệu thôi các anh chị nhá. Rồi, ok. Thì đó là hôm nay thì mình cập nhật cái lô xe mới về là chủ yếu. Thì có nhiều anh chị và bạn nào ủng hộ thì mình tới liên hệ với chị Hà. Mình thấy mọi người cũng liên hệ khá là nhiều luôn. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều nha. Anh chị em đang quan tâm đến dòng xe cũ nào ở gần thì ghé địa chỉ quen thuộc của cửa hàng xe Cao Lê em là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Sĩ An, Bình Dương. Các anh chị em ở xa thì vui lòng liên hệ qua Zalo, qua số điện thoại của em là 0971067169 để biết thêm chi tiết nhé. Anh chị em mình chốt đơn thì cứ đặt cọc cho em 2-3 triệu em ship cho các anh chị nhé. Cảm ơn quý khách hàng xa gần rất nhiều. Bên em luôn mua bán trao đổi tất cả dòng xe đã qua sử dụng, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình luôn. Nên anh chị em mình quan tâm cứ ghé tham quan một sắm ủng hộ em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả anh chị em mình vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo.